Cuộc sống của hơn 9 triệu người dân tại các tỉnh phía Nam của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các trận mưa lớn liên tục trên diện rộng. Theo thống kê mới nhất, thì mưa lũ trong những ngày qua tại Trung Quốc đã gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế là gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, thì đã có tới 42 người thiệt mạng và 25 người mất tích tại 10 tỉnh thành trên nước này, trong khi có hơn 460.000 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 321.000 người cần cứu trợ khẩn cấp do tình trạng mưa lớn liên tục kéo dài. Từ ngày 18 tháng 6 vừa qua, các tỉnh thành phía Nam Trung Quốc như Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Bắc và Tứ Xuyên đã liên tiếp phải hứng chịu thiên tai kể trên. Khoảng 6.800 ngôi nhà bị sụp đổ, mùa màng bị phá hủy, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1,46 tỷ đô la Mỹ.